Chào tất cả anh em. Hôm nay anh em phát hiện được một cục đá. Hello mọi người nhá. Ngọc căn thạch dưới đất. Đấy, trong quá trình lên thì anh em rất là cố gắng để bới đất xem hôm nay nó có lên được lên bờ không. Để quay cho mọi người xem nhé. Đấy. Lượng quá ủng hộ rất tàu. Đấy. Nó rất là đẹp. Nó có nhú nhé. Đấy. Nó có nhú siêu đẹp luôn. Nhắm đi. Đá ngọc con thạch. Trúng rồi các bác ơi. Trúng ngọc con thạch rồi. Để đây nhá. Các bác yên chú ơi. Đây. Con nè. Mày. Ừ. Đây bây giờ. Ra. Con nè. Cần cái gai với mùi nhá. Đấy cái gai. Vừa đâm mới nhát rồi. Mới phát rồi. Ừ. Đấy. Anh em phát hiện một cục đá can thạch siêu to khổng lồ dưới đất nhá. Không biết hôm nay có đào được không? Nó to quá. Nay không cầm cái xe beng lớn. Anh em cầm hai cái xe beng nhỏ nhỏ không biết có lên được không. Đấy. Cục này thì nó thì là siêu phẩm nhé. Lên bờ thì thành green bro tờ lắp nhỉ. Tầm mạng cứ bẹ chú ý. Quay ra nó bằng phim. Này cũng đẹp đấy, mảnh của nó đấy. Mảnh cam thạch đấy. Xôi đến nhé. Xôi đến nó ăn lên nhé. Quên quên. Cứ tự thôi. Đấy. Cho đến ăn lên nhé. Ngọc con thạch đấy. Đấy nhé. Còn coi tay trở nên là những lắm gì đi. Nhưng mà nhấn lệ. Quanh chân đứt. Trời sắp mưa rồi. Đấy. Mưa đến rồi. Đến không? Mấy tập. Bữa ni. Hử? Bữa là chết luôn. Nói tay. Chưa. Dùng kem nó. Bánh ghen. Ừ. 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 Bánh ghen vương ghen nó. Ừ. 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 Lấy mà bẹ thì nhau hủy cái này dạ rồi em hủy
biểu lắm nó vô anh lệ lâm như không kệ sẽ bên kia này vẽ ấy khóc đây mọi người. Hôm nay chắc hôm nay không ra. Đấy. Nó to quá. Xe bèn thì nó bé xíu. Đây. Chắc phải chờ lần sau thôi. Lần sau là đem dụng cụ đầy đủ nó mới lên được. Như cái này nó to quá. Nó ăn sâu dưới đất ấy. Đẹp lắm, nó cứ ổ dưới đây nó có ổ nhá. Ổ siêu đẹp luôn. Thế tầm này. Này mà làm tác phẩm thì nó rất là ok. Đây, có cục này rất là đẹp này. Đấy. Đấy. Mà bên này nó có làm được. Hôm nay chỉ có một cục này. Cái cục nhỏ nhỏ này. Thôi, chắc anh em phải về thôi. Mưa đến rồi. Đấy. Cảm ơn hết nhé. Các bạn xem video thì hay đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cho thằng Tôn cũng không nó vác đá khỏe mạnh. Chào tất cả mọi người nhá. Ok.